Chú ơi chú, chú mua cho con cái vị kẹo được không chú? Cảm ơn con, chú không mua đâu. Nhưng mà từ sáng đến giờ con chưa bán được cái gì cả, đói lắm. Đây, chú lấy vị kẹo này. Nhưng mà cháu không có tiền trả lại. Khó nhờ. Giờ mà đưa con cả 200 thì chú nhịn mất. Anh đợi em có lâu không? Em mua bánh rán ở hàng chiếu anh thích này. À, em có 20 không? Làm gì ạ? Cho anh vay. Đây. Chú cho con, nhưng mà chú không lấy kẹo đâu nhá. Cháu xin ạ.